Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Kính thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng số ca mắc COVID-19 tăng cao khiến công tác điều trị ở các cơ sở y tế quá tải, hơn 10 ngày qua Cần Thơ đã cho phép các F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ được cách ly điều trị tại nhà. Đến thời điểm hiện tại, Cần Thơ có hơn 11.000 F0 đang cách ly điều trị tại nhà, chiếm tỷ lệ gần 75% tổng số người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Trong đó, quận Ninh Kiều là địa phương ghi nhận số F0 đang cách ly điều trị tại nhà cao nhất với trên 2.300 trường hợp. Kế đến là quận Ô Môn với gần 1.800 trường hợp. Việc cho phép các F0 điều trị tại nhà góp phần giảm quá tải cho các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân COVID-19, nhưng lại gây áp lực cho các lực lượng y tế tuyến cơ sở. Mặc dù đã triển khai giải pháp cho các F0 không triệu chứng nhẹ được cách ly, điều trị tại nhà, nhưng hiện nay các cơ sở y tế tầng 3 cũng gần quá tải do số bệnh nhân diễn biến nặng tăng. Hiện có 318 bệnh nhân nặng, nguy kịch đang được chăm sóc điều trị tại tầng 3, trong đó có 170 bệnh nhân đang phải thở oxy qua mặt nạ, thở máy xâm lấn. Số bệnh nhân tử vong cũng tăng trong những ngày gần đây. Trước việc số ca mắc mới, ca nhập viện và ca tử vong tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục gia tăng, đồng thời tình hình dịch bệnh tại khu vực phía Nam còn diễn biến phức tạp và sự xuất hiện biến chủng mới Omicron trên thế giới. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về việc các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận người bệnh COVID-19. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu tất cả các bệnh viện cần củng cố và chuyển đổi khu cách ly COVID-19 thành đơn vị COVID-19 để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người mắc COVID-19. Mỗi đơn vị COVID-19 có số giường tối thiểu bằng 10% tổng số giường của cả bệnh viện. Ngoài ra, các bệnh viện cần rà soát, tái cấu trúc và chức năng bệnh viện cho phù hợp với yêu cầu thu dung điều trị COVID-19 và các bệnh lý thông thường khác. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục duy trì 4 bệnh viện chuyển đổi công năng toàn bộ, gồm Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, Trưng Vương, An Bình, Bệnh viện huyện Củ Chi và 6 bệnh viện theo mô hình tách đôi, có khối nhà riêng biệt, cổng và lối đi riêng để điều trị COVID-19. 10 bệnh viện này có tổng cộng khoảng 4.300 giường điều trị COVID-19. Có thành phố du lịch nổi tiếng cả nước là Vũng Tàu, đồng thời cũng có cụm cảng Cái Mép, Thị Vải được đón tàu có trọng tải lớn. Nhưng nhiều năm qua, tiềm năng phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chưa được khai thác hết do các điểm nghẽn về giao thông kết nối các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang làm hết sức mình để mạch giao thông thuận lợi được đưa kinh tế tiếp tục phát triển. Nhiều năm nay, quốc lộ 51, trục giao thông chính kết nối tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh thành trong khu vực luôn trong tình trạng quá tải. Khi các khu công nghiệp phát triển, cụm cảng Cái Mép Thị Vải tăng công suất và đặc biệt lượng khách du lịch tới thành phố biển Vũng Tàu tăng trưởng theo từng năm. Nếu như điểm nghẽn về giao thông này không được giải quyết, sẽ ảnh hưởng không chỉ đến phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu mà còn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của các địa phương khác. Bởi cụm cảng Cái Mép Thị Vải là cảng lớn, đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa của cả khu vực phía Nam. Về vị trí địa lý và cái vai trò của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thì nó như là một cái cửa ngõ, đặc biệt là về hàng hải của khu vực phía Nam cũng như của cả nước để chúng ta kết nối với cái hàng hóa quốc tế. Và đã xác định là cảng khu vực cảng biển Vũng Tàu sẽ là một trong những cảng đặc biệt, một trong hai cảng biển đặc biệt của quốc gia. Không thể nào mà chúng ta để một cái đầu mối giao thông như vậy mà chúng ta không có được các cái kết nối nâng cấp một cách đồng bộ với nhau. Nhận rõ tầm quan trọng của phát triển giao thông giữa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với các tỉnh thành trong khu vực, ngày 23 tháng 9 2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu giai đoạn 1. Dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, rồi cái dự án cầu Phước An, nó sẽ kết nối hệ thống giao thông liên vùng của Bà Rịa Vũng Tàu với các cái khu vực, trong đó là nó sẽ kết nối vào cái cao tốc Bến Lức Long Thành, kết nối vào cái cao tốc Long Thành Dầu Dây. Tới đây, cái đường mình đây 4 đang triển khai cái chương trình đầu tư. Nó kết nối đi qua 4 tỉnh từ Long An, thì Bình Dương, về Thành phố Hồ Chí Minh và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là cơ hội bứt phá để cái liên kết nối các hệ thống giao thông liên vùng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nhiệm kỳ 2020-2025 xác định 10 dự án trọng điểm thực hiện trong giai đoạn 5 năm, trong đó có tới 3 dự án lớn liên quan đến giao thông là đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cầu Phước An kết nối cụm cảng Cái Mép Thị Vải với đường cao tốc Bến Lức Long Thành và đường khu vực bãi sau. Điều này chứng tỏ giao thông đang được tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ưu tiên phát triển. Trong cái thời gian tới thì chúng ta sẽ còn phải tiếp tục để hoàn thành cái việc đó là cầu Phước An để kết nối cái hệ thống đường liên cảng với là đường cao tốc Bến Lức Long Thành, và từ đó là sẽ phục vụ cho cái việc đó là phát triển hàng hóa
xuống các tỉnh miền Tây, Nam Bộ. Cùng với các tuyến giao thông huyết mạch, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chủ động huy động các nguồn lực để nâng cấp các tuyến giao thông quan trọng, kết nối các khu vực trọng điểm luân chuyển hàng hóa, các khu công nghiệp, đó là các tuyến quốc lộ 51, quốc lộ 55, quốc lộ 56 với tổng chiều dài hơn 130 km đã được cải tạo, nâng cấp. Các tuyến đường giao thông quan trọng nội tỉnh cũng đã được đầu tư như đường từ Gò Găng sang Long Sơn, đường Phước Hòa Cái Mép. Trong điều kiện ngân sách đầu tư cho phát triển giao thông còn hạn hẹp, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã sáng tạo huy động sự vào cuộc của các doanh nghiệp được hưởng lợi từ việc mở đường, cũng như tích cực kết nối các tỉnh thành trong khu vực. Mấu chốt của cái phát triển trong giai đoạn tới đó theo chúng tôi đó là phải liên kết các cái tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, đặc biệt là Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu với Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương để phát triển hạ tầng, kết nối các cái cảng biển, các cái cảng hàng không, các cái khu công nghiệp, các cái khu sản xuất lớn để mà tạo ra cái điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa, phát triển các cái chuỗi sản xuất. Trong 5 năm qua, lượng khách du lịch đến thành phố biển Vũng Tàu đều tăng trưởng trên 7% mỗi năm. Cụm cảng Cái Mép Thị Vải là một trong những cụm cảng tăng trưởng nhanh nhất thế giới và là một trong 21 cảng biển có thể tiếp nhận tàu có trọng tải 200.000 tấn. Chỉ cần nhìn vào những con số đó, đã đủ thấy phát triển giao thông của Bà Rịa Vũng Tàu đang rất cần thiết, góp phần thúc đẩy kinh tế của Bà Rịa Vũng Tàu và cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phát triển. Hưởng ứng năm quốc tế của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ lao động trẻ em, Cục Trẻ Em Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em. Hai nhạc sĩ đến từ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đạt giải nhất cuộc thi. Là lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng chống lao động trẻ em đã thu hút được 88 bài dự thi từ khắp nơi trên cả nước tham dự. Ban tổ chức đã tìm ra hai tác phẩm đoạt giải nhất là ca khúc Em ước mong sao của nhạc sĩ Trần Văn Hùng và ca khúc Trẻ em như búp trên cành của nhạc sĩ Khánh Vinh. Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao 4 tác phẩm tác giả đoạt giải nhì, 5 tác phẩm đoạt giải ba và 4 tác phẩm đoạt giải khuyến khích. Trẻ em khi sinh ra đã là những thiên thần và như những cái búp lon trên cành. Ngoài ra thì trẻ em khi sinh ra lại cũng là một công dân rồi. Chính vì thế mà cần phải được bảo vệ và cần phải được chăm sóc, cần được phát triển. Và tôi viết cái bài hát này có nghĩa rằng là ước mơ của các em ấy thật là sự là những cái tiếng nói của các em muốn nói lên. Đó là gì? Mong một cái thế giới được hòa bình, được bình yên, không dịch bệnh, không chiến tranh. Là các nhạc sĩ đã vì viết cho trẻ em không viết dài, viết rất ngắn nhưng làm sao phải dễ nhớ, phải dễ thuộc. Mà điều đó phải có sức lan tỏa. Cái sự chất chiêu với âm nhạc thì đồng nghĩa với cái sự ngôn ngữ cũng phải được chất lọc. Cái điều đó là chúng ta mang lại những cái thông điệp mà nó phải có tính chất thuyết phục. Theo Cục Trẻ Em, trong những năm gần đây, các cơ quan chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ trẻ em, nhất là trẻ em vùng xa trung tâm, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên hiện nay, nước ta có hơn 1 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi phải tham gia lao động sớm hoặc có nguy cơ tham gia lao động sớm, ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Cùng với các chính sách của nhà nước, sự nỗ lực của xã hội, những ca khúc về phòng chống lao động trẻ em của cuộc thi này sẽ góp phần tích cực làm thay đổi nhận thức của mỗi người và toàn xã hội về vấn đề lao động trẻ em và có các hành động thiết thực tham gia vào chương trình phòng chống lao động trẻ em giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron đã bắt đầu xuất hiện tại một số bang của Mỹ, Tổng thống Joe Biden hôm qua đã công bố một kế hoạch đối phó với các biến thể của virus SARS-CoV-2. Tin của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại địa bàn. Theo kế hoạch sẽ có hiệu lực trong tuần tới, du khách quốc tế tới Mỹ phải có xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 24 giờ trước khi lên máy bay, thay vì 3 ngày như hiện nay. Những người có bảo hiểm y tế tư nhân sẽ được hoàn tiền cho các xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Quy định đeo khẩu trang trên các phương tiện công cộng cũng sẽ được kéo dài tới ngày 18 tháng 3 năm sau. Tái khẳng định các biến thể mới là nguyên nhân gây lo ngại, Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi người dân đi tiêm mũi tăng cường, cũng như kêu gọi các công ty tư nhân tạo điều kiện cho người lao động tiêm mũi nhắc lại. Chúng ta sẽ chiến đấu với biến thể này bằng khoa học và tốc độ, chứ không phải sự hỗn loạn và nhầm lẫn. Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đã xác nhận các ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại 4 bang, và giới chuyên gia cho rằng việc biến thể mới lây lan chỉ là vấn đề thời gian. Kế hoạch trên là một phần trong nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm kêu gọi sự thống nhất đất nước trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.
trong bối cảnh các quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với các công ty tư nhân và nhân viên y tế của chính quyền bị đình trệ do vấp phải những thách thức pháp lý. Hiện nay, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy Đảng Cộng Hòa sẽ ủng hộ các quy định trên, mặc dù Mỹ đã ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên do biến thể Omicron, báo hiệu cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài và có thể cản trở sự phục hồi kinh tế Mỹ. Ngọc Ánh, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đưa tin từ thủ đô Washington, D.C., Mỹ.